một đoạn tin nhắn với nội dung đã xong từ chiếc điện thoại iPhone của cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trở thành tiêu điểm của giới chính trị phương Tây. Giờ đây câu hỏi đoạn tin nhắn này là thật hay chỉ là một trò lừa bịp đang được cả thế giới nín thở chờ đợi. Như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, hàng triệu người trên thế giới đang chờ câu trả lời của London. Dù sao đi nữa, những vụ nổ xé toạc đường ống dẫn khí của dòng chảy phương Bắc 1 và 2 là sự kiện có 102 trong lịch sử châu Âu. Mỹ hay Anh là thủ phạm gây hư hại bằng cách nào mà các đường ống dẫn khí có thể bị nổ tung dưới đáy biển Baltic? Ai cần sự phá hoại như vậy? Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề vén dần bức màn về thủ phạm phá hoại dòng chảy phương Bắc Các vụ nổ đường ống dẫn khí của dòng chảy phương Bắc 1 và 2 xảy ra vào ngày 26 tháng 9 đã được miêu tả là hành động phá hoại. Đến nay vẫn chưa có công bố chính thức về kết quả điều tra. Thế nhưng, sự phản ứng của các quốc gia phương Tây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Nếu như các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trầm trọng đang diễn ra, nhất là mùa đông đang cận kề thì đồng minh của họ mỹ dường như lại đang bày tỏ sự vui mừng trước những tin tức về các vụ nổ ngoại trưởng mỹ antony blinken từng nói về các vụ nổ đường ống dẫn khí như sau đây là một cơ hội tuyệt vời một lần và mãi mãi để loại bỏ sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của nga và tước đi cơ hội để moscow sử dụng chúng như một loại vũ khí và công cụ hơn ai hết có lẽ trong câu chuyện này, Mỹ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất bởi theo cách này, Washington đốt cháy cầu nối hợp tác khí đốt giữa châu Âu và Nga và quan trọng hơn, giờ đây Washington có cơ hội chiếm thị phần không hề nhỏ trong thị trường năng lượng châu Âu. Cũng chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng Mỹ có tham gia vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt. Hồi đầu tháng 9, tờ Bloomberg đưa tin nước Anh hoảng loạn khi Nga khóa van dòng chảy phương bắc Giới chức Anh gọi tình huống này là một cú sốc khó chịu. Thời điểm này, bà Liz Truss đang là ngoại trưởng Anh đã dự đoán về một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài trong vài năm ở nước này. Theo bà, Anh cần nối lại phát triển các mỏ dầu và khí đốt ở biển Bắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, Cơ quan thị trường điện và khí đốt Vương quốc Anh đã cảnh báo rằng trung bình các hộ gia đình ở Anh sẽ phải chi trả tiền điện tăng lên 80%, kể từ ngày 1 tháng 10. Kết quả là các hóa đơn đã tăng lên 178%. Theo thị trường London, vào mùa đông, người dân thủ đô khó có khả năng chi trả cho việc sưởi ấm. Cùng lúc đó, tờ The Times đưa tin ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng Anh là ngoại trưởng Liz Truss dự định thông qua việc cấp một số giấy phép khoan dầu và khí đốt ở biển Bắc cũng như cho phát triển các lĩnh vực mới nếu bà chiến thắng trong cuộc bầu cử. Vì vậy, bà Church có kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng cho Vương quốc. Theo dữ liệu, Church có thể cấp ít nhất 130 giấy phép khoan và thăm dò khi những vụ nổ đường ống khí đốt của dòng chảy phương Bắc 1 và 2 diễn ra, bà Lister đang là ngoại trưởng Anh đã lên tiếng chỉ trích Nga thực hiện một hành động phá hoại và cáo buộc Nga phá hủy đường ống dẫn khí của chính họ. Với Nga, đây là một cáo buộc khá lạ lùng và tổng thống Putin gọi những cáo buộc đó là điên rồ. Ông nói, năm công ty châu Âu có đại diện trong dòng chảy phương Bắc 1, vậy tại sao tất cả mọi người đều im lặng như thể là nó nên vậy? Hơn nữa, chính Nga tự nổ tung các đường ống ư? Các bạn đã hoàn toàn mất trí thật rồi. Ngày 30 tháng 9, trong bài phát biểu tại Điện Kremlin, tổng thống Putin một lần nữa cáo buộc phương Tây phá hoại các tuyến đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc và phá hủy cấu trúc năng lượng châu Âu. Ông gọi vụ nổ đường ống là một hành động khủng bố quốc tế và khẳng định đằng sau chúng là những kẻ cuối cùng muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Nga và EU. Và bây giờ, điều bất ngờ đã xảy ra, tờ Daily Mail của Anh ngày 29 tháng 10 dẫn nguồn tin giấu tên cho hay chiếc điện thoại iPhone của bà Liz Truss đã bị tin tặc Nga xâm lược và tiết lộ những cuộc trao đổi tối mật của bà với đối tác quốc tế. Trong khi đó, Kim Smith, người sáng lập nền tảng chia sẻ Mega Uploads và Mega đăng trên Twitter rằng bà Truss đã gửi tin nhắn, xong rồi, cho Ngoại trưởng Mỹ Blinken vào ngày 26 tháng 9, chỉ một phút sau khi xảy ra các vụ nổ trên đường ống dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic. Theo Kim Schmidt, đây chính là lý do mà Điện Kremlin ngày 1 tháng 11 đưa ra tuyên bố rằng Anh đã chỉ đạo và điều phối các vụ nổ trên đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc và Nga đang nắm giữ các bằng chứng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 10 nói rằng thành viên của một đơn vị thuộc Hải quân Anh liên quan vụ nổ hai đường ống dẫn khí đốt sang châu Âu. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết London sẽ không bị cuốn vào những cáo buộc từ Nga, khẳng định chúng chỉ là vở kịch của Moscow nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi tình hình ở Ukraine. Bên cạnh những tuyên bố của Nga, những thông tin mà Kim.com, người được mệnh danh là chiến binh tự do Internet, đưa ra cũng khiến cộng đồng phương Tây trao đảo. Theo Kim.com, không ai khác biết rằng đường ống đã bị nổ tung ngoài bà Church. Gazprom biết sự cố nhưng không biết là gì và tại sao. Một hành động khủng bố của chính phủ Anh thực sự chống lại Liên bang Nga và đó là lý do tại sao Liz Church không còn là thủ tướng Anh. Bà ấy đã viết thông báo, đã xong, thông qua một hệ thống nhắn tin văn bản không an toàn trên iPhone mà Nga có thể truy cập bằng đặc quyền quản trị qua iCloud và Nga đã có bằng chứng cần nhớ rằng không chỉ FireEyes, một liên minh tình báo bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand có quyền truy cập quản trị vào tất cả các cơ sở dữ liệu của Big Tech mà Nga, Trung Quốc cũng là các quốc gia công nghệ an ninh mạng hùng mạnh. Điều buồn cười là các quan chức chính phủ vẫn thích dùng iPhone hơn điện thoại thông minh đã được mã hóa từ các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ hoặc trung tâm truyền thông của chính phủ Anh. Thêm vào đó, Mỹ đã biết về kế hoạch này nhưng không làm gì để ngăn chặn. Theo Kim.com, Mỹ nói chung và Ngoại trưởng Antony Blinken nói riêng, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm về những sự cố của dòng chảy phương Bắc. Những phân tích của Kim.com, chủ sở hữu của Mega rất đáng chú ý song giới phân tích và chuyên gia nga lại có cơ sở khoa học và quân sự để có thể khẳng định anh tham gia phá hoại đường ống dẫn khí của dòng chảy phương bắc 1 và hai nhà khoa học chính trị nga yuri svetov cho rằng anh nổi tiếng về các hoạt động dưới nước người anh là những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này quay ngược lại bánh xe thời gian khi nhà lãnh đạo liên xô nikita khrushchev đến thăm chính thức trên một tàu tuần dương ở vương quốc anh những người lính đặc công nước của Anh đã cố gắng kiểm tra con tàu này. Nhà khoa học chính trị Svetov cũng tin rằng vụ phá hoại đường ống dòng chảy phương Bắc hoàn toàn được chuẩn bị từ trước, thậm chí ngay trong quá trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Ông Svetov nói, tôi nghĩ rằng nó đã được cài đặt khi Đan Mạch ngăn cản việc hoàn thành xây dựng, từ chối cấp giấy phép, khi có sự đình chỉ, chất nổ đã được cài vào. Trước đây, những đường ống dẫn khí của dòng chảy phương Bắc đã xảy ra các vụ nổ cụ thể vào năm 2015 khi một tàu phá mìn của NATO mang tên Sea đã phát hiện ra thiết bị nổ trong quá trình đi tuần tra. Thiết bị nổ này nằm trong khoảng trống giữa các đường ống. Sau đó nó bị quân đội thụy điển loại bỏ và vô hiệu hóa và việc vận chuyển khí đốt đã được nối lại. Ngoài ra nhà khoa học chính trị nga cũng không loại trừ việc quân đội ukraine Tấn công Sevastopol cũng có thể có sự giám sát và hỗ trợ từ phía Anh. Thêm vào đó là sự đáng ngờ về việc xuất hiện của một máy bay không người lái của Mỹ cách Sevastopol 100 km. Cùng nhìn lại bối cảnh khi xảy ra các vụ nổ đường ống dẫn khí của dòng chảy phương Bắc 1 và 2, các đường ống lần lượt bắt đầu do dỉ khí vào đêm 27 tháng 9, một tuần sau khi Nga công bố kết quả các cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng Donbass, Kherson và Zaporizhia, và chính xác là vào ngày cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý. Một sự trùng hợp khác là vụ nổ diễn ra cùng thời điểm khai trương đường ống dẫn khí Baltic Piper ở Goleniao, Tây Bắc Ba Lan. Đường ống dẫn khí này không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đường ống của Nga. Công suất của nó chỉ ở mức 10 tỷ mét khối khí, rất khiêm tốn so với 110 tỷ mét khối khí của dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Và Warsaw tất nhiên xây dựng đường ống này bằng tiền của châu Âu để không phụ thuộc khí đốt của Nga. Các nhà địa chấn học của Thụy Điển đã phân tích tính toán và mô tả sức mạnh của những vụ nổ này tương đương với vụ nổ của hơn 100 kg thuốc nổ. Những đặc công bơi không thích hợp cho thực hiện một vụ nổ như vậy bởi vì đường ống nằm rất sâu trong lòng biển, 100 đến 150 m Do đó, một phương tiện khả dĩ hơn để phá hoại đường ống là thiết bị phá mìn, một thiết bị lặn không có người lái, dùng một lần, có tên gọi là UUV. Chuyên gia quân sự Nga Vadim Kozulin cho rằng, không loại trừ việc sử dụng cả UUV và các thiết bị khác. Ngày nay, các quốc gia đang phát triển hàng trăm phương tiện di chuyển dưới nước, trong số đó có những thiết bị vũ khí phù hợp cho những nhiệm vụ như vậy. Trong quá khứ, phải mất hơn 4 năm để khôi phục hoàn toàn một đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi bị hư hại do mỏ neo ở Hồng Kông, mặc dù đường ống này có công suất và đường kính nhỏ hơn rất nhiều so với đường ống của dòng chảy phương Bắc áp suất giảm mạnh và khí thoát ra trên bề mặt vùng lãnh hải của đan mạch và thụy điển cho thấy rõ ràng các đường ống bị hư hại nghiêm trọng khi có kết quả điều tra câu hỏi đặt ra là sẽ phải làm gì và ai sẽ phải sửa chữa những đường ống dẫn khí đó để tiến hành sửa chữa bạn sẽ phải xin phép thực hiện công việc sửa chữa trong vùng lãnh hải trong điều kiện quan hệ chính trị hiện nay đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng Tiếp theo, sẽ cần tìm tàu để sửa chữa và đặt đường ống mới. Những con tàu vào ra kéo dài hàng tháng như vậy, thêm vào đó, tìm một nhà thầu trên thị trường để làm phần việc này là rất khó khăn. Do đó, sẽ mất thời gian để tự sửa chữa. Tất nhiên, Gazprom sẽ bị thiệt hại tài chính nhất. Nhưng vấn đề chính trong câu chuyện này là sự phá vỡ nghiêm trọng một phần cơ sở hạ tầng khí đốt giữa Nga và châu Âu, vốn không có lợi cho cả hai bên. Điều gây tò mò cho đến thời điểm này là quá trình vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu, quá cảnh qua Ukraine có thể dừng lại, bao gồm cả do một vụ nổ tiềm tàng. Song không ai có thể tưởng tượng rằng vụ nổ có thể xảy ra đối với các đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi của Nga. Đây là một trường hợp duy nhất trong lịch sử châu Âu. Việc phá hoại đường ống dẫn khí đốt giữa các vùng đã không xảy ra, ít nhất kể từ sau Thế chiến II. Đây là một tín hiệu nghiêm trọng cho tất cả. Bây giờ, tất cả các đường ống dẫn khí đốt dưới nước đều đối diện với nguy cơ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Châu Âu đã chuẩn bị cho một mùa đông không lạnh mà không có dòng chảy phương Bắc, nhưng hiện tại, rõ ràng là các đường ống dẫn khí của dòng chảy phương Bắc 1 và 2 của Nga có thể sẽ ngừng hoạt động trong vài năm tới. Điều này đồng nghĩa Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt và giá khí đốt cao, kịch bản phi công nghiệp hóa nền kinh tế châu Âu mà từ đó mỹ cũng được hưởng lợi ngày càng có khả năng xảy ra một mối đe dọa cũng xuất hiện với đường ống dẫn khí quá cảnh qua phía nam ukraine nếu cả hai đường ống dẫn khí đốt này bị ngắt thì nguồn cung cấp khí đốt từ nga sang châu âu sẽ được cài đặt lại về không điều này sẽ khiến tình hình eu trở nên trầm trọng hơn một số quốc gia châu âu sẽ không sẵn sàng cho việc này trước hết là hungary và serbia cũng như các quốc gia nhận khí đốt qua tuyến Ukraine như Slovakia, Áo và một phần là Đức. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha trên thực tế không còn phụ thuộc vào nguồn cung của Nga sẽ không bị tác động. Điều đáng nói, các quốc gia châu Âu bị mắc kẹt sẽ khó có thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ các nước láng giềng bởi khó có quốc gia nào ở châu Âu sẽ hy sinh hạnh phúc của họ vì lợi ích của quốc gia khác cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế trên kênh youtube của báo nghệ an xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo